Gói Less Time Hoa Sen Hồng hân hạnh đồng hành cùng máy ấm gia đình Việt. Bây giờ sẽ có anh Sĩ nhà máy tôn Thuận Phát Quảng Ngãi, có anh Trí cửa hàng Trí Thuyên Quảng Ngãi sẽ lên để tặng quà cho ba gia đình ạ. Xin mời anh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bạn Kim Chi gửi tặng cho mỗi bạn một bao thư nha. Ok. Rồi, xin mời anh Tự. Cảm ơn em. Chúng ta sẽ có món quà từ nhà máy tôn Đại Lộc An Lão, nhà máy tôn Mỹ Hạnh Hoài Nhơn, nhà máy tôn Tam Quang. Xin mời. Xin mời công ty thép Minh Khoa. Dạ, Minh Khoa. Công ty thép Minh Khoa. Mời chị. Đây là món quà của nhà máy tôn Đại Lộc An Lão. Rồi, này con, tặng con. Rồi, Nhi. Nè, con. Con tên là Hà Linh. Dạ, con đại diện cho gia đình của con là đại lý sắt thép Tiến Ngân ạ. Gia đình con tặng 10 triệu cho cả ba bạn. Rồi, 10 triệu, cảm ơn con nhiều nha. Gửi lời cảm ơn gia đình nha. Dạ. Trời ơi, nhiều quá. Đúng rồi, bạn đó đó, bạn Châu đó. Đúng rồi. Nhà máy nhà máy tôn Đại Lộc An Nhơn. Quá trời bao thơ rồi. Rồi, em tên là gì? Tên là gì? À, đại lý sắt Hậu Bình. Trời ơi, quá tới tấp luôn. Vô. Quá trời luôn rồi. Chú Quyền Linh. 1, 2, 3, 4, 5 tặng con. 1, 2, 3, 4 tặng con. 1, 2, 3, 4 tặng con. Hết tiền. Đây là FC của Bùi Anh Tuấn. Tuyệt vời quý vị, chúng ta cho tràng pháo tay nào. Gói Less Time Hoa Sen Hồng hân hạnh đồng hành cùng máy ấm gia đình Việt.